Bộ phim Việt thua lỗ kỷ lục, đạo diễn lên tiếng. Anthony Võ, đạo diễn Huyền Sử Vua Đinh, chia sẻ, khi anh cùng ekip quyết định làm phim lịch sử và đưa ra rạp, thì đã chuẩn bị tâm lý nhận mọi gạch đá từ khán giả. Tính tới 25 tháng 11, doanh thu phim là 42 triệu đồng. Trao đổi với Tiền Phong sáng ngày 24 tháng 11, đạo diễn Anthony Võ có những chia sẻ xoay quanh bộ phim Huyền Sử Vua Đinh. Nói về những khó khăn khi làm bộ phim đề tài lịch sử, đạo diễn Anthony Võ cho biết trở ngại lớn nhất là kinh phí để biến những ý tưởng kịch bản thành tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh đó, phim lịch sử là đề tài kén khán giả nên khó huy động kinh phí. Tôi luôn cố gắng tận dụng những gì mình đang có để xây dựng bộ phim tốt nhất có thể. Bên cạnh khó khăn về kinh phí, đề tài phim kén người xem là vấn đề giấy phép phát hành và kiểm duyệt. Phim phải chú ý từ tạo hình nhân vật, các cột mốc lịch sử cho tới từng lời thoại. Khó khăn nhất vẫn là làm thế nào có một bộ phim sử thi thuần Việt mà người xem không phải thốt lên như đang xem phim Trung Quốc. Đạo diễn Anthony Võ nói anh đam mê lịch sử từ nhỏ nên luôn ấp ủ làm phim đề tài này. Anthony Võ mong muốn giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến lịch sử, các nhà sản xuất, đạo diễn. Nhà đầu tư cũng chú ý hơn đến dòng phim lịch sử Việt và có nhiều phim lịch sử Việt hay, hấp dẫn trên thị trường điện ảnh nước nhà. Khán giả Việt đã quá quen với những phim bom tấn Trung Quốc, Hàn Quốc được đầu tư hàng 100 triệu USD nên với một nền điện ảnh Việt non trẻ và kinh phí hạn hẹp, chúng tôi chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi gạch đá từ khán giả. Tuy nhiên, tôi vui vì nhận được nhiều lời động viên, đạo diễn Anthony Võ nói. Theo đạo diễn Anthony Võ, anh và ekip dự tính trước về việc phim không đạt doanh thu cao. Đây là dòng phim lịch sử kén người xem lại, ra rạp cùng thời điểm diễn ra World Cup 2022 nên doanh thu không cao là điều dễ hiểu. Lường trước tình huống đó nhưng chúng tôi vẫn quyết định cho phim ra rạp ngay ngày nhà giáo Việt Nam như một lời tri ân cho các thầy cô. Tuy nhiên, điều làm tôi và ekip buồn đó là lịch chiếu. Trong những ngày đầu công chiếu mà rạp chỉ bố trí mỗi ngày một suất chiếu vào sáng sớm hoặc đêm khuya, làm như thế khác nào bóp chết sự phổ biến phim đến với công chúng. Nếu các rạp cho chiếu nhiều suất trong những ngày đầu mà khán giả không đến rạp thì đó là lỗi của chúng tôi, lỗi của nội dung phim cũng như đội quảng bá phim. Thực tế, có nhiều khán giả đến rạp ủng hộ phim nhưng không có suất để xem đó là điều tôi nuối tiếc, đạo diễn Anthony Võ nói. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập, sau 5 ngày công chiếu, Huyền Sử Vua Đinh đạt mức doanh thu thấp với 39 triệu đồng. Đây được xem là doanh thu phim Việt thấp kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Cập nhật lịch chiếu ngày 23 tháng 11 trên trang moveek.com, ở Hà Nội có khoảng 16 điểm chiếu. Trong đó, cụm rạp CGV Sinus chiếm tới 13 rạp, Lotte Cinema có 2 rạp và BHZ Star Cinelec chỉ còn 1 rạp với giờ chiếu phổ biến vào giữa buổi sáng 9 giờ và đêm khuya 23 giờ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, 26 điểm rạp, trong đó CGV Sinus chiếm tới 19 rạp, Lotte Cinema có 4 rạp và BHZ Star Cinelec chỉ còn 2 rạp, với khung giờ phổ biến vào buổi sáng khoảng 9 hoặc 10 giờ. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện đơn vị phát hành cho biết họ là cầu nối giữa nhà sản xuất với rạp chiếu phim. Trước khi bộ phim Huyền Sử Vua Đinh ra mắt, chúng tôi làm việc cùng đơn vị sản xuất để chỉ ra những thế mạnh và nhược điểm của phim. Khi mới công chiếu, các cụm rạp cũng sắp xếp suất chiếu vào khung giờ vàng như 18, 19 hay 20 giờ. Về sau, nếu có sự điều chỉnh về giờ chiếu, suất chiếu thì cũng do bên rạp cân đối và thẩm định về tình hình doanh thu, phản hồi của khán giả. Chúng tôi làm việc với rạp chiếu phim trên tinh thần ủng hộ phim Việt, tuy nhiên, rạp có tiêu chí và đánh giá riêng của họ. Chúng tôi tôn trọng quyết định của rạp, đại diện đơn vị phát hành chia sẻ. Người này nhấn mạnh thêm, không đơn vị phát hành nào muốn bộ phim mình phụ trách phát hành thua lỗ bởi sẽ ảnh hưởng tới uy tín của họ trên thị trường. Tất cả phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Nhiều phim ban đầu có suất chiếu thấp nhưng khi có dấu hiệu tăng trưởng về doanh thu, bên rạp chủ động tăng lên. Rạp chiếu phim chịu trách nhiệm trực tiếp với khán giả nên họ có đánh giá riêng về các bộ phim một cách công bằng.